Hôm nay chúng mình sẽ cùng unbox túi này và cả những cái phụ kiện xinh như thế này nữa. Túi sách nha, phụ kiện này, túi tiếp nha, và một cái mũ, đây, một chiếc mũ kaki. Một cái chất kaki này của nó rất là dày. Mọi biết không, nó được may hai lớp mà cả hai lớp đều là chất kaki nha. Món đồ nhỏ nhưng có võ mà đang cực kỳ hot nha. Loại này mình nhớ là có hai dáng, một dáng là buộc cổ, một dáng là đeo tay. Về chất liệu thì rất là ổn áp, trông bông hoa nó xịn xịn ý. Thứ hai là một cái hộp nhỏ mình dùng để đựng phụ kiện mang theo, ví dụ như là nhẫn, vòng cổ, vòng tay, nhỏ gọn nhưng mà cứng cáp, có bốn màu thì phải. Nhân vật chính đầu tiên là một chiếc túi kẹp nách, có cái màu xanh denim sáng trông rất là trendy luôn ý. Những cái móc xung quanh của túi cũng rất là xịn nha. Mình thấy cái dáng túi này có thể kết hợp với nhiều outfit trông xinh cực. Không gian túi bên trong mình cũng đựng được khá là nhiều đồ, tuy chỉ có một ngăn thôi. Chiếc thứ hai này có vẻ như mọi người sẽ quen mắt nhiều hơn bởi vì nó đã hot từ cuối năm ngoái đến tận bây giờ nhỉ. Đây là một chiếc dáng túi hộp với chất liệu da lì nhưng cứng cáp, mình có thể đeo kẹp nách hoặc là đeo chéo cũng được, nó có thêm một cái dây dài nữa. Túi này có ba màu, màu bạc, màu trắng và màu đen. Thật ra là mình băn khoăn mãi nhưng cuối cùng chọn màu đen cho nó dễ mix đồ. Đây là những món đồ mà mình nghĩ mùa hè các bạn nên sắm. Bye bye nha. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục phụ kiện trong tuần, để xem tuần này mình mua được những món phụ kiện gì nha. Vẫn là các shop quốc tế thôi mọi người ạ. Đầu tiên là một chiếc vòng nhựa rất là màu sắc nhưng mà cái chất nhựa của nó xịn cực mọi người, nhìn màu cũng đẹp nữa. Chính vì thế mà giá của nó sẽ nhỉnh hơn những cái chiếc vòng trước đây của mình chút xíu thôi ạ. Thứ hai là một chiếc vòng kiểu hợp kim dáng mảnh, trông rất là sáng mà đẹp, trông xịn lắm nha. Các bạn có để ý thấy là dạo này phụ kiện hình trái tim ấy đang rất là nổi không? Thì đây, cả hai chiếc này đều như thế. Và thứ ba là không thể nào thiếu thắt lưng được. Nhìn cái mặt đồng ở phía trước và cái chất liệu da cũng rất là xịn mà ok, nhưng mà giá hạt rẻ mọi người ạ. Và cuối cùng mình đố mọi người biết món phụ kiện mà cả nam và nữ đều phải dùng trong mùa hè này là gì? Sạc dự phòng mọi người ơi, đặc biệt là với những cái người mà hay quay video và chụp ảnh nhiều giống như mình, đi ra ngoài đường á không thể nào thiếu cái này luôn ấy. Mình cho vào phụ kiện trong tuần là bởi vì nó màu tím, nó hợp với cái ốp điện thoại mới của mình, nhìn trông này matchy chua mà hình như còn có cả nhiều màu khác nữa cơ, không phải có mỗi màu tím đâu. Qua phần mẫu mã bên ngoài chất lượng thì cũng rất là ok, sạc nhanh, dùng được cho nhiều loại máy kể cả máy ảnh của mình nữa. Chưa hết nha, nếu mà bạn ấn giữ nút nguồn thì nó sẽ thành cái đèn pin, trời ơi quá là tiện luôn đúng không? Đây là những món phụ kiện mình tạo được tuần vừa qua, không nhiều nhưng mà chất lượng.